Xuống nước, Cristiano Ronaldo trở lại MU. Cristiano Ronaldo sẽ trở lại Madrid trong ngày hôm nay để gặp mặt huấn luyện viên Erik ten Hag chốt tương lai của mình. Như đã biết, Ronaldo đã đề đạt nguyện vọng rời MU từ đầu tháng này. CR7 thể hiện quyết tâm ra đi bằng việc không trở lại Carinthians luyện tập và không du đấu hè cùng Quỷ Đỏ. Theo kế hoạch ban đầu, Ronaldo sẽ ở lại Lisbon luyện tập một mình cho đến khi MU chấp thuận để anh ra đi. Tuy nhiên, trước động thái cứng rắn của đội chủ sân Old Trafford, Quỷ Đỏ nhất quyết không bán, tuyển thủ Bologna phải xuống nước. Theo The Athletic, hôm nay theo giờ địa phương, Ronaldo sẽ trở lại Manchester trên chuyến bay riêng. Tại đây, ngôi sao 37 tuổi sẽ gặp trực tiếp huấn luyện viên Erik ten Hag để bàn thảo về tương lai của mình. Theo The Athletic, Ronaldo sẽ không thay đổi kế hoạch Old Trafford và một lần nữa thông báo điều này trong cuộc gặp huấn luyện viên Erik ten Hag cùng ban lãnh đạo MU. Về phía MU, Quỷ Đỏ hy vọng sẽ thuyết phục thành công CR7 ở lại. Trước khi Ronaldo trở lại Manchester, tờ Mirror tiết lộ MU chấp thuận để CR7 ra đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Real Madrid chỉ được giữ Old Trafford nếu gia hạn hợp đồng một năm. Giao kèo hiện tại của Ronaldo hết hạn vào tháng 6/2023. Theo thỏa thuận hai bên thông qua vào hè 2021, hợp đồng của CR7 có tùy chọn gia hạn đến tháng 6/2024. Nóng ruột, De Jong đàm phán với Barca ngay tại Mỹ. Tiền vệ Frankie De Jong sẽ tổ chức cuộc đàm phán với Barca trong ngày hôm nay để làm rõ tương lai của anh. Báo giới châu đã tốn rất nhiều giấy mực về tương lai của Frankie De Jong trong mùa này. Erik ten Hag rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ tại Madrid và hai câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận mức phí chuyển nhượng 72 triệu bảng cho tuyển thủ Hà Lan. Tuy nhiên, thương vụ đang bị đóng băng vì vấn đề tiền lương mà Barca đang nợ cựu tiền vệ Ajax. Do ảnh hưởng của Covid-19 và khủng hoảng tài chính, nên Barca đang nợ De Jong 20 triệu bảng tiền lương. Ravana hiện không muốn trả số tiền này và yêu cầu MU phải thanh toán cho De Jong nếu muốn chiêu mộ tiền vệ 25 tuổi. Phía MU đương nhiên không đồng ý với đề nghị vô lý của Á quân La Liga để gây sức ép buộc De Jong phải ra đi. Barca xếp tiền vệ này dự bị trong hai trận giao hữu vừa qua tại Mỹ gặp Inter Miami và Real Madrid. Khi được tung vào sân, De Jong cũng không được chơi ở vị trí sở trường mà bị kéo xuống đá trung vệ. Theo tờ Sport, Javi Xavi đã nói rõ với De Jong rằng anh có cơ hội được chơi ở hàng tiền vệ nếu ở lại Barca mùa tới. Phát biểu sau trận thắng Real tại Las Vegas, Xavi thừa nhận câu lạc bộ đang thiếu tiền mặt nên buộc phải bán cầu thủ để đáp ứng luật công bằng tài chính FFP. Xavi nói, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện riêng với De Jong, nhưng nội dung sẽ không được tiết lộ ở đây. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, nhưng vấn đề ưu tiên là tình hình tài chính và luật công bằng tài chính. Trước sức ép của Barca, De Jong đã yêu cầu mở một cuộc đàm phán với Barca trong ngày hôm nay và ngay trên đất Mỹ, nơi gã khổng lồ xứ Catalan đang du đấu. Tại cuộc thảo luận được dự báo căng thẳng này, tiền vệ người Hà Lan muốn làm rõ khoản tiền lương mà Barca đang nợ và quan trọng hơn là cả tương lai của anh. Sau MU bị Ten Hag loại khỏi đội hình vì đi muộn hai lần, huấn luyện viên Erik ten Hag đã thiết chặt những quy định kỷ luật ở Madrid và có một cầu thủ đã phải hứng chịu hình phạt từ việc đi muộn của mình. Ten Hag đến nhận công việc ở Madrid hè này với kỳ vọng giúp đội bóng cải thiện tình hình sau một mùa giải bi thảm. Ông đã nhanh chóng thiết lập một hệ thống kỷ luật nghiêm khắc trước mùa giải mới. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng thích nghi được ngay với nó. Theo tờ The Atlantic, một cầu thủ giấu tên đã vi phạm những quy định mới trong tour du đấu tại châu Á và Australia vừa qua. Cầu thủ này đến muộn hai buổi họp đội và kết quả là anh đã bị loại khỏi một trận đấu trong chuyến du đấu này. Nguồn tin trên khẳng định Ten Hag ưu tiên sử dụng cầu thủ này trong trận đấu, nhưng quyết định đặt luật lệ lên trên tất cả. Cách tiếp cận này khiến người hâm mộ Madrid nhớ đến một huấn luyện viên khác là Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan cũng từng phạt đi muộn rất nặng, cho dù thời gian chỉ là vài giây. Ten Hag không nghiêm khắc đến thế, nhưng vẫn đặt nặng vấn đề về tuân thủ lịch của cầu thủ. Vẫn chưa rõ cách tiếp cận của Ten Hag có thể đem lại trái ngọt hay không, nhưng Madrid đạt thành tích khá tốt trong tour du đấu này. Họ đã thắng liên tiếp Aston Villa, Melbourne Victory và Crystal Palace trước khi bị Aston Villa cầm hòa vào phút chót. Chelsea quyết định chia tay Kepa. Theo La Repubblica, Chelsea sẵn sàng để thủ môn Kepa gia nhập đội bóng Serie A Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản của Đức. Kepa chỉ chơi 11 trận tập Premier League trong hai mùa giải vừa qua, anh phải ngồi dự bị cho Edouard Mendy ở Chelsea. Hầu hết những lần ra sân của cầu thủ 27 tuổi đều đến ở các giải đấu cúp. Dù đã chơi khá tốt, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn khó lòng cạnh tranh với Mendy. Kepa được cho là muốn rời đi để được thi đấu thường xuyên hơn. Napoli đang quan tâm đến thủ môn sinh năm 1994, người có hợp đồng ở Stavrid đến mùa hè năm 2025. Huấn luyện viên Luciano Spalletti muốn có một thủ môn tốt để cạnh tranh với Alex Meres. Napoli đã xem xét nhiều thủ môn. Ivan Poverel của Spezia là người mà câu lạc bộ này đã để mắt tới. Keylor Navas của Paris Saint-Germain cũng có thể là một sự lựa chọn cho Napoli. Tuy nhiên, sau khi xem xét các khả năng, đội bóng của Serie A tin rằng Kepa là lựa chọn tốt nhất. Theo La Repubblica, Chelsea sẵn sàng để thủ môn Kepa gia nhập đội bóng Serie A Napoli theo dạng cho mượn ở mùa giải 2022-2023. Sau đội bóng của Italia phải kèm điều khoản mua đứt.
Phía Napoli chỉ muốn chi ra 22 triệu bảng cho Kepa ở hè 2023, nhưng Chelsea mong muốn thu về ít nhất 30 triệu bảng. Trước đó, The Blues phải chi tới 71,6 triệu bảng để có Kepa từ Bilbao từ năm 2018. Chỉ tiếc rằng ngôi sao người Tây Ban Nha đã không chứng tỏ được khả năng của mình trong thời gian thi đấu ở Stamford. Xavi mở đường cho Memphis Depay tới MU hoặc Tottenham. Theo AS, huấn luyện viên Xavi đã thông báo với tiền đạo ở Memphis Depay rằng anh không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới. Cầu thủ này hiện đang được MU và Tottenham theo đuổi. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Barca cho Memphis Depay hai lựa chọn: ở lại cạnh tranh vị trí hoặc ra đi với giá chuyển nhượng thấp. Tuy nhiên, theo AS, sau chiến thắng 1-0 của Barca trước Real, huấn luyện viên Xavi đã nói chuyện trực tiếp với Depay để thông báo việc anh không nằm trong kế hoạch của ông. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha và Barca yêu cầu tiền đạo sinh năm 1994 cần tìm câu lạc bộ mới sau hai bản hợp đồng Rafinha và Robert Lewandowski. Barca đã có quá nhiều cầu thủ tấn công và họ không còn cần sự phục vụ của ngôi sao 28 tuổi. Việc bán Memphis Depay giúp Barca giảm được đáng kể quỹ lương theo yêu cầu của La Liga, cũng như bù vào khoản ngân sách sau khi thực hiện các bản hợp đồng mới. Có hai đội bóng muốn có Depay ở phiên chợ hè 2022 là MU và Tottenham. Huấn luyện viên Conte được cho là đánh giá cao khả năng của Depay. Spurs chấp nhận chi ra 20 triệu euro tiền chuyển nhượng như phía Barca yêu cầu. Erik ten Hag cũng được cho là rất muốn đưa Depay trở lại Old Trafford. Trước đó, cầu thủ này từng có thời gian thi đấu cho Man Đỏ dưới thời Luis Van Gaal nhưng không thành công. Theo tờ Mirror, MU đã cử người đại diện đến Tây Ban Nha để đàm phán với Barcelona về việc chiêu mộ tiền đạo Memphis Depay. Cựu sao Lyon có thể đá trung phong hay chạy cánh đều tốt, anh hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu về chiến thuật và hứa hẹn sẽ giúp MU linh hoạt hơn. Ăn vạ đẳng cấp thế giới Neymar bị đám đá. Neymar bị cổ viên chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội vì pha ăn vạ cực kỳ thô thiển ở trận PSG thắng Gamba Osaka 6-2. Tình huống này xảy ra ở phút thứ 31 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía PSG. Sau pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, Neymar khiến hậu vệ Genta Miura ngã nhào. Trong lúc ngã, Genta Miura đã cố gắng thu chân nhanh nhất có thể để tránh chạm vào Neymar. Thực tế cho thấy, chân hậu vệ người Nhật Bản không hề chạm vào ngôi sao của PSG. Thế nhưng Neymar nhanh như chớp ngã vật xuống sân cỏ để tỏ ra vô cùng đau đớn. Cú ngã điệu nghệ của Neymar đã đánh lừa được trọng tài. Hậu quả, Gamba Osaka bị phạt penalty trên chấm 11m, cựu tiền đạo Barca đá thành công nâng tỷ số lên 2-0. Vì pha ăn vạ này nên Neymar bị ném đá tơi tả trên mạng xã hội. Không thể tin nổi Neymar có thể làm thế ở một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, một người chỉ trích tuyển thủ Brazil. Thói ăn vạ đã ngấm vào máu Neymar cũng như nhiều cầu thủ Brazil. Thật thất vọng vì nó diễn ra ở một trận đấu giao hữu. Một cổ viên bày tỏ sự bất bình. Một fan vạ đẳng cấp thế giới của Neymar. Một cổ viên bình luận mỉa mai. Neymar lại làm trò hề. Chẳng ai chạm vào anh ta cả. Một người chỉ trích Neymar. Neymar làm xấu hình ảnh của PSG tại tour du đấu tại Nhật Bản. Một người khác nhận xét. Trên đây là 5 trong hàng nghìn comment công kích Neymar ở trận PSG thắng Gamba Osaka. Ở trận đấu tại Osaka diễn ra vào chiều ngày hôm qua, tuyển thủ Brazil ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo. 4 bàn còn lại của đội bóng Paris được ghi do công của Sarabia, Mendes, Messi và Mbappe. Sau trận đấu này, PSG sẽ trở lại Paris để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp Pháp với Nice diễn ra vào ngày 1 tháng 8.